Kính thưa các anh chị, thì em cũng xin bắt đầu bài giảng của mình ngày hôm nay. Theo danh sách lớp được chị Thúy cung cấp qua Zalo, thì em nhận thấy các thành viên lớp chúng ta, phần lớn là các anh chị đều đã có nhiều kinh nghiệm trong từng cái lĩnh vực khác nhau. Và em cũng nhân đây em cũng rất mong mong từng anh chị có thể chia sẻ cùng với lớp cái nỗi khó khăn lớn nhất mà các thầy cô, anh chị đã từng phải đối mặt đến thời điểm trước khi phát sinh dịch COVID này là gì được không ạ? Cái khó khăn này có thể đến từ công việc, đến từ gia đình hay các mối quan hệ xã hội ạ. Rất mong là các từng anh chị có thể chia sẻ với lớp một cách ngắn gọn thôi ạ. Cũng được ạ. Xin mời các anh chị có thể chia sẻ giúp em vào ô chatbox. Và đây sẽ là những tư liệu quý giúp em có thể dẫn nhập vào cái nội dung chính em trình bày ngày hôm nay ạ. Cái nỗi khó khăn lớn nhất mà các anh chị đã từng phải đối mặt đến thời điểm trước khi phát sinh dịch COVID. Em ở đây em cũng xin phỏng vấn một anh chị trong lớp mình, có thể chia sẻ với lớp được không ạ? Và xin mời em xin mời Sơ Dạ Võ em Tấn không. Lộc ạ. Ở đây có sơ vừa rồi có một chị vừa xuống không ạ, và em xin mời chị chia sẻ với lớp ạ. À, chào cô. Mình là Vinh. Mình xin chia sẻ khó khăn của mình ha. Đã từng phải đối mặt đến thời điểm trước khi dịch COVID phát sinh. Đó là đối mặt với những lo lắng, những cái căng thẳng trong cuộc sống. Mình xin hết ạ. Khi mà tình hình dịch COVID đang diễn ra rất là căng thẳng thì thật sự là không phải đến cái thời điểm này thì mỗi chúng ta mới có những cái vấn đề khó giải quyết, mà khi chúng ta bắt đầu nhận thức thì mỗi chúng ta đã mang lấy cho mình một sứ mệnh là phải đối mặt và xử lý nhiều cái vấn đề khác nhau trong các mối quan hệ về sự nghiệp, học vấn, tài chính, sức khỏe, gia đình, bạn bè, vân vân. Và có một cái tác giả người Mỹ, ông đã tổng kết những cái nỗi khó khăn, những cái nỗi lo lắng mà mỗi người từng phải đối mặt trong cuộc sống ở bốn cái khía cạnh này. Thì trong lúc mà các anh chị chưa suy nghĩ tới thì các anh chị hãy nhìn vào màn hình, có cảm thấy là đây là tác giả mà em muốn nói tới, đó là tác giả của cuốn Đắc Nhân Tâm, một cuốn sách nổi tiếng thế giới. Ông đã chỉ ra rằng cái những lo lắng thường gặp có phải là các anh chị cũng đã từng phải đối mặt trong cuộc sống hay không ạ? Đó là đau khổ trong hôn nhân, suy bại về tài chính, cô độc và ưu phiền, và cuối cùng là uất hận. Và anh chị lớp chúng ta đã có từng trải qua một trong những lo lắng này chưa ạ? Nếu có thì xin bấm số 1 ở ô chatbox, còn nếu mà không xin bấm số 0 ạ. Và đã có một số anh chị gõ số 1 là đã từng gặp những một trong những khó khăn này. Và đây là những khó khăn mà đã được ông thể hiện ở trang 49 trong một cuốn sách rất là nổi tiếng của ông, không thua gì cuốn Đắc Nhân Tâm. Mà trong cái giờ trong thời điểm này thì em muốn giới thiệu tới các anh chị, đó là cuốn sách nhằm giúp cho các anh chị có thể giảm bớt cái sự lo lắng và giải quyết một số cái vấn đề rắc rối, là thông qua việc giới thiệu một cái phần nhỏ trong cái cuốn sách Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống của tác giả Dale Carnegie, một tác giả người Mỹ rất là nổi tiếng với cuốn sách Đắc Nhân Tâm. Và những đối với cũng giống như Đắc Nhân Tâm thì cuốn sách Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống cũng đã được ông viết dựa trên những cái chuyện thiệt, với những cái lối văn phong rất là gần gũi và giản dị. Cho nên khi mà các anh chị có cơ hội tìm đọc cuốn sách này thì các anh chị sẽ tìm lấy cho mình một cái giải pháp phù hợp với bản thân, với những cái nội dung được nêu ra trong 8 phần của cuốn sách. Mà trong nội dung ngày hôm nay em xin giới thiệu một phần nhỏ thôi. Và em xin bắt đầu phần đầu tiên, đó là tác hại của sự lo lắng. Tác giả đã khẳng định một điều, khi mà chúng ta lo lắng
chắc chắn chúng ta sẽ sinh ra bệnh, không phải một mà là rất là nhiều bệnh. Tác giả đã liệt kê ở đây, đó là đau bao tử nè, suy nhược thần kinh nè, tiểu đường nè, chứng phong thấp, sưng thấp khớp nè, sâu răng nè, và cái cuối cùng đó là tàn phai nhan sắc phụ nữ. Vâng, và ở đây thì em cũng xin trích dẫn một đoạn ngắn thôi, để ông dẫn giải về cái lý do, nguyên nhân cái lo lắng nó gây ra bệnh đau bao tử như thế này. Sợ sinh ra lo, lo làm cho thần kinh chúng ta căng thẳng, ta cấu kỉnh hại cho những dây thần kinh trong bao tử, làm cho dịch vị biến chất đi và thường sinh ra chứng vị ung. Và không phải thức ăn làm cho tôi có ung thư trong bao tử, mà nguyên nhân chính là cái ưu tư nó cắn rứt tôi. Rất là thú vị không anh chị? Mặc dù tác giả không phải là một bác sĩ, nhưng ông đã đưa ra một cái nhận định vô cùng là hợp lý. Tại vì khi mà chúng ta gặp cái vấn đề khó khăn thì chúng ta sẽ cảm thấy lo trước. Khi chúng ta chưa tìm thấy giải pháp, chúng ta sẽ cảm thấy rất là hoang mang. Và chính cái giai đoạn hoang mang, nếu chúng ta không có mà kịp thời bình tĩnh và tìm thấy cái giải pháp phù hợp, thì chắc chắn tác giả khẳng định chúng ta sẽ không sớm thì muộn sẽ có một trong những cái chứng bệnh như thế. Vì vậy, ông đã đưa ra những giải pháp để có thể giúp cho độc giả có thể giảm lo lắng. Và ở đây em xin trình bày trong hai phần tiếp theo. Đó, phần thứ hai đó chính là thuật căn bản để diệt lo và giải quyết những vấn đề rắc rối. Và trên màn hình của em hiện giờ là hình ảnh một con tàu. Và không biết có anh chị nào có biết tên con tàu này là tên gì không ạ? À? Và giai thoại về nó hay không ạ? À? Có thể ghi tên cái con tàu trong cái ô chatbox hoặc có thể chia sẻ những cái hiểu biết của mình về cái con tàu này không ạ? Vâng, tính ra trong lớp mình có một số anh chị đã biết tên của con tàu này. Vâng, trên hình ảnh bây giờ đây là một cái con tàu tên là Titanic và nó là một con tàu lớn, có thể nói là lớn, hiện đại và sang trọng bậc nhất lúc bấy giờ của Mỹ, và nó mang trong mình cái sứ mệnh là vượt Đại Tây Dương. Tuy nhiên, trong cái chuyến đi đầu tiên và cũng là chuyến đi cuối cùng của nó vào tháng 4 năm 1912, thì con tàu Titanic này đã va phải vào một tảng băng trôi và đã chìm vào dưới đáy biển, dẫn kéo theo một sinh mạng của 1.500 người. Và được đánh giá là một cái lịch sử tai nạn hàng hải nghiêm trọng nhất của Mỹ cho đến thời điểm hiện nay. Và ở đây giới thiệu đến các anh chị hình ảnh một con tàu thì cũng để nói lên một cái thông điệp mà tác giả đã thể hiện ở trang sách thứ 57 của mình trong cuốn sách Quặng gánh lo đi và phương sống. Đó chính là ngày nào sống ngày nấy, cách biệt hẳn với ngày trước và ngày sau. Đừng lo trước về tương lai, cứ nghĩ đến nỗi việc hôm nay thôi. Bởi sao? Chúng ta hãy xem cuộc đời của chúng ta như những con tàu. Vì nỡ khi chúng ta gặp biến cố thì chúng ta sẽ liên tưởng giống như một cái cơn sóng dẫn đến cuộc đời, thì nước nó sẽ ăn khoang nó sẽ ăn thông từng khoang tàu, thì từng khoang này nó lan sang khoang kia và nó sẽ tạo nên cái sức nặng và nó sẽ kéo con tàu cuộc đời chúng ta xuống dưới đáy biển. Và xin hãy nhớ, hãy coi cuộc đời chúng ta như những con tàu và ngày nào sống cách biệt ngày đó. Đó là cái thông điệp mà tác giả đã muốn gửi gắm qua cái hình ảnh mà em muốn gửi gắm qua hình ảnh con tàu, cũng như là cái thông điệp tác giả thể hiện ở trang thứ 57. Và một hình ảnh nữa thì em cũng xin giới thiệu cho các chị, đó là hình ảnh một cái cuốn sổ và một cây viết. Thì không biết thường lớp của chúng ta các anh chị ở đây sử dụng sổ và viết thường cho mục đích gì không ạ? Thường dành cho mục đích gì ạ? Dạ em xin mời bạn Tài đi. Bạn Tài, em thường hay sử dụng bút và viết cho mục đích gì? Để ghi lại những cái gì? Dạ thưa cô, là em thường hay ghi những cái điều em nghe được thú vị em ghi lại ạ. Ok. Vâng, cảm ơn Tài. Và có một số cái chia sẻ của các thầy cô ở anh chị trong chatbox là viết nhật ký. Ghi chép họp nhật ký, viết nhật ký ghi những tư tưởng hay. Vâng, viết nhật ký là một cái hình thức rất hay, đó là một cái hình thức đối thoại với bản thân và giúp chúng ta tìm lấy sự bình an. Và đôi khi có những cái mà người ta chưa hiểu được thì khi mình viết ra thì chúng ta cảm thấy như một cái nguồn an ủi, đúng không? Phải không các anh chị? Vâng, đó là ý kiến của bản thân em khi mà em sử dụng sổ và viết. Và đối với tác giả Đeo Cách Nó Ghi thì ông lại sử dụng viết và sổ, khi ông cũng cho rằng
Khi gặp vấn đề rắc rối, xin hãy làm theo 4 bước sau. Thứ nhất, đó là viết rõ ràng lên giấy những nỗi lo của tôi. Thứ hai, viết lên giấy những giải pháp có thể theo được. Thứ ba là lựa lấy một giải pháp. Và cuối cùng là bắt đầu thi hành ngay quyết định đó. Vì khi chúng ta ghi ra giấy, thì những cái nỗi lo của chúng ta đã được thể hiện cách rõ ràng, chân thật trên tờ giấy. Và chúng ta sẽ hình dung được giải pháp nó đi theo một cách hiệu quả nhất. Và khi chúng ta đã tìm thấy được một cái giải pháp phù hợp nhất, thì chúng ta sẽ thi hành quyết định ngay. Thì lúc đó, cái vấn đề rắc rối của chúng ta sẽ phần nào được cởi bỏ. Và có một cái câu hỏi được đặt ra ở đây là tôi có thể đánh máy thay vì viết ra giấy những nỗi lo của tôi hay không? Và liệu quan điểm của tác giả có lạc hậu hay không? Vâng, xin ý kiến của lớp chúng ta. Và nếu mà các anh chị nào bật mic trao đổi thì quá tốt, còn không thì xin mời các anh chị chia sẻ trong ô chat box giúp em. Các anh chị có nghĩ là cái quan điểm của tác giả là lạc hậu hay không? Nếu chúng ta cứ sử dụng là viết chứ thay vì đánh máy, có nhiều anh chị thường thích là đánh máy. Vâng, có chị Trang, Lê Mỹ Trang nói em thấy viết ra giấy hay mà. Và không biết các anh chị khác thì sao ạ? À? Không. Và tại sao ạ? À? Vâng, và để có thể trả lời một cái câu hỏi này ngay tức thời thì cũng khá là phải suy nghĩ đúng không ạ? À, xài do công nghệ nhiều bị hại não ạ. À, và có chị Hương Vũ đồng ý với quan điểm của ông. Vâng, và để có thể trả lời cho câu hỏi này thì em cũng đã tìm tòi một số cái nội dung có liên quan, và thì cũng đã tìm được một cái nội dung này mà em khá tâm đắc. Thứ nhất, đó là khi chúng ta viết ra giấy thì nó là một cái hình thức suy nghĩ và khuyến khích chúng ta chắt lọc được thông tin một cách cặn kẽ và kỹ lưỡng, và giúp cho thúc đẩy cái sự tư duy và sự sáng tạo. Chính vì vậy, cái quan điểm của tác giả đến thời điểm này vẫn mang một cái giá trị lịch sử và rất là có ích cho cuộc sống của mỗi người trong việc phân tích cũng như vạch ra những cái vấn đề rắc rối của bản thân và tìm lấy một cái giải pháp phù hợp. Và đó là cái nội dung mà em xin khép lại cái phần trình bày thứ hai của mình. Và thêm một cái nội dung nhỏ nữa, đó là khi chúng ta viết ra giấy thì chúng ta cũng sẽ biết được rằng chúng ta có thể hiểu được rằng là hầu hết những nỗi lo lắng và khổ sở của con người đều do họ tưởng tượng ra chứ không có thiệt. Các anh chị nghĩ có đúng không ạ? Chuyện ngày mai nó chuyện chưa xảy ra mà. Các anh chị có lo thì nó cũng không giải quyết được. Thành thử chúng ta hãy cứ bình tĩnh và chúng ta sẽ tìm ra được một giải pháp ngay thôi. Và khép lại phần thứ hai là những thuật căn bản để diệt lo và giải quyết những vấn đề rắc rối. Thì em xin đến phần cuối cùng của mình, đó là những giải pháp để diệt ô phiền. Và có hai thông điệp em xin gửi đến cho các anh chị của ngày hôm nay thông qua việc giới thiệu cuốn sách. Đó là nội dung khuyên ai chớ có ngồi rồi. Và cái nữa đó là, và trước khi đến với phần tiếp theo thì đó là nội dung đầu tiên, đó là khuyên ai chớ có ngồi rồi. Thì ông cho rằng chỉ làm việc không ngừng cũng đủ cho nỗi lo âu phải tiêu tan. Và đây là nội dung thể hiện ở trang 87. Và cái nội dung này ông cũng đã từng chia sẻ trong cuốn sách ông viết trước đó. Đó là cuốn Đắc Nhân Tâm. Hãy duy trì sự bận rộn bởi đó là liều thuốc rẻ nhất thế giới. Vâng, một cái thông điệp rất là có thể là mới đối với một số anh chị, và đây là hoặc là cũng sẽ có các anh chị sẽ tìm thấy một cái sự đồng cảm với cái quan điểm mà này của ông đưa ra. Và cái nội dung thứ hai và cũng là cái thông điệp mà em cũng tâm đắc cũng gửi đến các anh chị, đó là đã không tránh được thì nhận đi. Bạn và tôi trên đường đời sẽ gặp nhiều tình thế bất mãn không thể thay đổi. Những lúc ấy, ta phải lựa chọn một trong hai con đường sau, hoặc nhận tình thế đó mà tự thay đổi cách sống cho thích hợp, hoặc chống cự lại để rồi hại sức khỏe và sau cùng mang lấy bệnh thần kinh. Vâng, và cũng chia sẻ một số điều với các anh chị về bản thân em thôi. Tại sao em lại thấy tâm đắc cái nội dung này? Tại vì bản thân em thì cũng có chia sẻ thì em có hai bé nhỏ, thì một bé thì mới
có 4 tháng thôi, một bé thì 4 tuổi. Thì và bên cạnh nó cũng có một số cái vấn đề liên quan tới sức khỏe của mẹ cũng không được tốt lắm. Nhiều lúc một ngày cứ cứ phải đối mặt với những cái tiếng khóc của con hay là những cái vấn đề về sức khỏe của mẹ, nhiều khi cũng không 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 tháo gỡ được. Nhưng mà đâu đó thì em cũng cố gắng để mình điềm tĩnh lại và mình nghĩ rằng đây là cái điều mà mình sẽ phải chấp nhận vì đó là một phần cuộc sống của mình. Và hơn nữa mình cũng tìm thấy một cái niềm an ủi khác là mình cũng may mắn hơn một số người khi mình có con và mình còn mẹ. Vì vậy em rất là tâm đắc cái nội dung này của tác giả: đã không tránh được thì nhận đi. Trong cuộc đời của mỗi người sẽ không ít lần chúng ta gặp những cái vấn đề chúng ta không thể xử lý được, hoặc chúng ta rất nhiều giải pháp mà chúng ta vẫn chưa đạt được những gì mà chúng ta mong muốn, thì chúng ta hãy chấp nhận và tìm thấy một cái điều mà chúng ta đem lại cái niềm an ủi cho mình, một cái ý tưởng mới bằng cách viết ra, bằng cách viết như là cái nội dung thứ hai em có trình bày. Và ở đây để nói thêm về cái nội dung này thì có một cái nữa là em cũng trong quá trình làm cái nội dung này thì em mới bổ sung thêm thôi vào sáng ngày hôm nay. Đó là em đã tìm được hai cái bài báo của một người mà chắc lớp mình chúng ta ai xong. Và cái hai bài báo này được chị viết trong giai đoạn thời điểm diễn ra dịch COVID với những chia sẻ rất là gọi như là rất là tâm huyết, rất để mong chúng ta hãy làm những việc có ích và không bị cuốn theo những tin thất thiệt, và cũng làm và cố gắng làm cho cuộc sống chúng ta bận rộn bằng những điều có ích để chúng ta không có thời gian để buồn nữa. Và đây cũng là một cái ý mà em cũng cảm thấy rất là ngỡ ngàng và vô cùng thú vị, vì nó cũng đồng quan điểm với cái nội dung mà em cũng có chia sẻ hồi nãy là khuyên ai chớ có ngồi rồi, mà tác giả Dale Carnegie đã nêu ra trong cái cuốn sách của mình, cuốn sách Quảng cánh lo đi và vui sống. Và một điều nữa cũng chia sẻ với lớp đó là thay vì than phiền trong bóng tối, chúng ta hãy tự nắm bắt cơ hội trong mùa dịch để hoàn thiện chính bản thân mình. Đó là điều mà chị Thúy cũng chia sẻ qua hai bài báo này và em cũng muốn gửi đến lớp. Và để kết thúc một cái bài nói chuyện của mình thì em cũng không khác, em cũng sẽ không tổng kết bằng nhiều chữ đâu. Chị cũng chỉ xin anh chị nhớ giúp em bốn cái hình ảnh này thôi. Hình ảnh con tàu. Hãy xem cuộc đời chúng ta như những con tàu tách biệt từng khoang, hôm qua, ngày hôm nay và tương lai, và hãy trân trọng những phút giây ta đang sống. Thứ hai, khi gặp những vấn đề rắc rối, hãy viết lên giấy và bình tâm tìm lấy cho mình một giải pháp phù hợp và quyết định thực hiện ngay. Và hình ảnh thứ ba đó là hình ảnh một cái được một cái cây được tưới bằng những cái việc làm tích cực, những cái tư duy tích cực để vượt qua mùa dịch. Và cuối cùng là thông điệp Nothing lasts forever, mọi việc rồi cũng sẽ qua. Hãy bình tâm rồi những điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta trong phút giây chúng ta đang sống, now and here. Và xin cảm ơn lớp đã lắng nghe em. Xin cảm ơn quý thầy cô và anh chị đã lắng nghe. Em xin hết ạ. Xin cảm ơn cô giáo Vân của chúng ta. Ôi giời, tôi biết là cô giáo Vân đã quá mất 4 phút rồi nhưng mà tôi tiếc quá. Cái phần rõ là hay, thành ra tôi cũng giống như cô Phượng thì không nỡ dứt. Và cô giáo đã có một bài trình bày rất là tuyệt vời. À, tôi muốn hỏi Vân ngay bây giờ đây này. Mục đích của Vân bài giảng này là gì? Mục tiêu của em. Mục tiêu của em là em cũng có chia sẻ là kỹ năng là giảm sự lo lắng, giải quyết những vấn đề rắc rối ạ. Đó là thông qua hình ảnh em đúc kết ở ở ở cuối bài à. À, tại vì tôi thấy em nói rất nhiều đến đắc nhân tâm rồi đến cái những cái cuốn sách
Thế thì đầu tiên tôi thì cứ tưởng rằng là đây là một cái cuộc em giới thiệu về sách, xong rồi tôi lại thấy em nói về nhiều vấn đề khác nữa, thì tôi cũng hình dung là em mượn những cái tác phẩm này, tác phẩm kia, tác phẩm sách, tác phẩm điện ảnh để em thông qua đó để em nói lên cái thông điệp của mình. Thì không biết hiểu vậy có đúng không Vân? Hiểu như vậy có đúng À, không? dạ ý là em dạ ý là em đang trong cái quá trình của em là em diễn em lặp lại những cái câu trong cái cuốn sách Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống đó cô, và em thể hiện ra. Tuy nhiên trong cái phần trình bày thì cứ một cái đoạn á, thì em sợ là cái phần trình bày nó khô, thành thử khi mà nói đến cái việc mà hãy em đưa những cái hình ảnh trực quan hóa vào, như là hình con tàu, cây bút, cây viết, và những cái khác để làm nó sinh động hơn à. Cảm ơn em. Thực ra thì khi mà cô giáo Vân giảng bài này, tôi cứ bị dẫn dắt từ hình ảnh nọ sang hình ảnh kia, và tôi cứ đặt mình vào đó. Lúc thì tôi đặt mình vào con tàu Titanic, lúc thì đặt mình vào muôn kiếp nhân sinh, rồi vào đắc nhân tâm, rồi vào cái hình ảnh khác nữa. Thành ra tôi cứ bị cuốn đi. Điều đó chứng tỏ rằng là cô giáo giảng rất là hấp dẫn, rất hấp dẫn, bài giảng rất là sâu sắc, đầy đủ các dẫn chứng từ đời cho đến sách, cho đến điện ảnh, cho nên rất nhiều tác phẩm khác. Thế thì tôi thấy rằng là ở đây cô giáo đã làm được một cái việc tuyệt vời mà không phải ai cũng làm được. Đó là từ nội dung đến hình thức thể hiện. Cái nội dung của em thì rất sâu, phân tích rất là kỹ ở mọi phương diện để dẫn dắt người ta đến được cái thông điệp mà em muốn. Đồng thời kết hợp với cái gương mặt rất là tươi, rất là sáng. Đặc biệt là cái giọng nói của em, tôi ghi vào sổ của tôi này. Tôi nghe tôi cứ tưởng như là một cái cuộc giới thiệu sách hay là một cái cuộc trò chuyện đêm khuya, nó rủ rỉ, nó tâm tình, cái giọng nói ấy nó rất là chân thành, cái vẻ chân thành phát ra từ gương mặt cho đến giọng nói cho đến hơi thở của cô giáo, làm cho người ta thấy là ồ, người ta thực sự nhập tâm vào đó, và ngay từ những phút đầu tiên cô giáo đã có được những người nghe của mình rồi, có được người học của mình rồi. Tôi nghĩ là em đã rất là thành công trong cái việc mà thông qua những hình ảnh, những câu chuyện để gửi gắm tâm tình và gửi gắm thông điệp của mình tới người học của mình. À, tôi chỉ thấy mỗi một cái điểm này là tôi muốn chia sẻ. Tức là khi mà em hỏi, ngay từ những phút đầu tiên em gọi một, em có một cái cuộc điện thoại đúng không? Tôi đoán đấy là em đã ghi âm sẵn rồi và em bật lên cho mọi người nghe, có phải không Vân? Của một bạn nào đó gọi điện với em ý. Có phải không? Dạ, con em nó khóc đó cô. Dạ. Cái cuộc điện thoại mà em nói chuyện với ai đó, em hỏi là bạn ấy có gặp phải cái nỗi lo âu hoặc stress nào ngoài Covid Cô ơi, trước cuộc. em xin lỗi cô, tại con em nó đang có việc gì á cô. Chắc em xin phép em lát em quay lại được không cô? Dạ, cô nhận xét em sau được không ạ? Dạ. Thế rồi, có Dạ lẽ là dạ. cũng không biết, tôi chỉ nói thêm một câu đấy nữa thôi. Dạ dạ. Những tôi đã nói rồi, và mỗi cái điểm tôi muốn là em hãy quay vào em hỏi chính người học ấy. Bởi vì là cái người mà gọi điện với em, người ta đến người ta chỉ nói có mỗi câu thôi, thì tôi nghĩ không cần thiết phải làm việc đấy, nó cồng kềnh. Tại sao lại Cô ơi, ngồi cô người trả là lời à? em chứ không phải là ai đâu cô ạ. Ai cơ? Là em tham gia trong lớp học đó con. Ồ, thì mình cứ tưởng là một cái cuộc ghi âm nào đó. À Nghe không thì cứ cô, tưởng em mở quen mic nói đó cô. Dạ. thế thì không sao, thế thì tốt rồi. Thế tôi đấy, chính là tôi mong muốn thế đấy, mời ngay người trong lớp nói, thế thì tốt rồi em ạ. Tôi nghĩ là phần trình bày của em rất là tốt, và đây là một cái nội dung mang tính nó là một cái chủ đề mà là sở trường của một cô giáo ngay chúng ta, thì tôi nghĩ rằng cô ấy rất có thể sẽ chia sẻ thêm với em. Và tôi đặc biệt thích cái đoạn cuối là em lấy ngay hình ảnh của cô Thúy, một cái tác giả, một diễn giả rất là nổi tiếng trong lĩnh vực này, mà để rất là gần gũi, gắn bó với lớp mình. Thành ra đấy là một cái sự thuyết phục cuối cùng của em với bài giảng này. Tôi rất thích phần đó, và vì thế tôi để em nói nốt cái phần đó là vì thế đấy. Không biết cô Thúy có bổ sung gì không nhỉ, cô Thúy ơi?